Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khánh em ơi. Và lần này thì Khánh sẽ tiếp tục soi đồ tống kim cho anh em xem. Trong trận đấu này thì chồng bắt con long đao hạng 7 tống kim đã đạt con long đao anh em. Giết 127, 79 ngàn và giết được sơ 15 và tử vong 29 và liên chạm 16. Và cho anh em cùng xem set đồ của cao thủ này như thử như thế nào anh em. Ui, một set đồ nhìn vàng khá đẹp anh em ơi. Đây. Hiện tại đang sở hữu như mình nhìn vào anh em cũng biết sở hữu một set Newton. Set Newton nha anh em, 40 làm chậm. Áo cực phẩm Newton 1 cấp. Kháng độc sinh lực 200. Một nhẫn Newton. Nội công 24 và một ngọc bội Newton thường 19. Set Newton khá đẹp anh em ơi. Set Newton này thực sự là một set này phải hơn 20 mấy triệu anh em ạ. Một cái áo không là hơn 20 mấy triệu rồi. Rồi, quá đẹp, áo cực phẩm. Một cái nón 17 phòng thủ và 30 làm chậm. Một bao tay 940. 9 kháng hỏa và 40 làm chón. Đây lưng 20-40. 20 kháng hỏa, 40 chón là có mình 80 chón. Và một cái đôi giày kháng lôi tóc 23 và kháng lôi cao sinh lực 80-85. Một nhẫn kháng lôi cao. Và sử dụng cho mình một cái đao tóc 20 sát thương 30 nè mày. Tóc 20 sát thương 30. Cái đao này vì chơi được server này, cái đao này vì phải hơn 10 triệu đó nè, không ít đâu nè. Tóc 20 sát thương 30. Để mà nói cái đao này thì nếu vật sáng nữa thì cũng tầm giá 10 triệu quay đầu, hoặc là hơn 10 triệu một tí. Trời, tới nay sẽ đôi này hơn 30 triệu đó nè. Gơ thiệt, nội cái áo này không đã hơn gần 20 rồi. Anh em thấy không, nội áo hơn gần 20 rồi. Đây, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ Trần Bách là một cao thủ tống kim. Ngày hôm nay được cho mình top 7, được một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Set đồ này thiệt sự là quá đẹp anh em ơi. Có cho mình là 80 chón và 70 chậm. Và hiện tại đang có cho mình kỹ năng có một cấp từ mặt nạ và kỹ năng có một cấp từ phi phong. Nếu như càng không nhân đầu nữa thì này đang có khoảng 3 cấp kỹ năng này. Quá tuyệt vời, quá chất luôn. Bây giờ chúng ta cùng đi tống kim cho anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên cho Trần Bách một like chia sẻ ủng hộ, cũng như là ủng hộ video của Khả một like chia sẻ ủng hộ cho nhé.